Tập 40 Dùng mưu chiếm Nam quận Lại nói, quan vũ tha Tào Tháo Rồi dẫn quân trở về Bây giờ các đạo quân đều bắt được ngựa Khí giới, tiền lương, đem cả về hạ khẩu Chỉ có quan vũ về tay không Ra mắt lưu bị Khổng Minh đang chúc mừng các tướng Thấy nói quan thiên hạ Đáng lẽ tôi phải ra tận xa đón mừng mới phải Quan vũ nín lặng chẳng nói gì Khổng Minh nói tôi xin đến chịu tội Khổng Minh nói hay là Tào Tháo không chạy qua đường Hoa Dung Trăng? Quan Vũ đáp, chính hắn chạy qua đường ấy nhưng vì tôi bất tài nên hắn chạy thoát được khổng minh hỏi thế có bắt được tướng sĩ nào không quan vũ đáp không bắt được gì cả khổng minh nói thôi chắc là vân trường nghĩ đến ân tào tháo khi xưa cố ý tha cho hắn rồi tờ cam kết hiện còn ở liên quát võ sĩ lôi ra chém trương phi triệu vân và các quan văn võ đều quỳ xuống xin tha cho quan vũ lưu bị cũng nói trước kia khi ba anh em tôi kết nghĩa đã thể cùng sống chết có nhau Nay quan vũ tuy phạm pháp, nhưng tôi không nỡ trái lời thề trước. Vậy xin hãy tạm ghi tội lại đấy, để lập công chuộc tội. Khổng minh mới tha, quan vũ quỳ lại tạ ơn. Nói về tháo thoát được nạn hoa dung, ra khỏi cửa rừng. Mãi đến chiều tối mới tới Nam quận, Tào Nhân dẫn quân ra đón vào thành rồi mở tiệc rượu để Tào Tháo giải buồn, có đủ mặt các mưu sĩ. Đột nhiên, Tháo ngẩng mặt lên khóc hu hu. Tuân Du hỏi, khi thừa tướng ở trong hang hổ trốn nạn, con chẳng sợ hãi gì. Nay đã về đến thành nhà, người được ăn uống thành thơi, ngựa được nghỉ ngơi dưỡng sức, lẽ ra nên thu xếp quân mã để đánh báo thù. Việc gì phải khóc? Tháo nói, ta khóc quách ra đó. Nếu Phụng Hiếu còn sống thì không đến nỗi có trận thua này. Nói rồi vừa đi ra vừa khóc rằng thương xót thay Phụng Hiếu, đau đớn thay Phụng Hiếu, mến tiếc thay Phụng Hiếu. Các mưu sĩ ai cũng hổ thẹn, nín lặng chẳng ai nói gì cả. Hôm sau, Tháo gọi tàu nhân và bảo rằng ta nay phải về Hứa đô thu xếp quân mã để đánh báo thù. Ngươi cần giữ vững lấy Nam Quận. Ta có một mật kế trong phong giấy này, khiến Đông Ngô không dám nhỏ ngó Nam Quận nữa. Rồi sai hạ hầu đôn đến giữ Tương Dương, lại dặn tào nhân trông coi kinh để phòng Chu Du đến cướp. Chu Du sau khi thắng lớn liền điểm quân điểm tướng, xét thưởng công lao rồi báo tin cho Ngô Hầu biết. Bao nhiêu quân hàng Du đem cả sang sông Trường Giang mở tiệc rất to, khao thưởng ba quân, rồi chuẩn bị tiến đánh Nam Quận. Chợt có tin báo Lưu Bị sai Tôn Càn đến mừng, Du cho mời vào. Càn chào hỏi xong, nói rằng chú công tôi sai đến bái tạ đức lớn của đô đốc có chút lễ mọn dâng lên du hỏi huyền đức này ở đâu càn thưa hiện đã đóng quân ở cửa du giang du giật mình hỏi khổng minh có ở đó không càn thưa chú công tôi và khổng minh cùng có ở đó du nói ông hãy về trước tôi cũng thân đến tạ lễ tôn càn đi rồi lỗ túc mới hỏi vừa rồi đô đốc làm sao mà giật mình thế du nói lưu bị đóng quân ở du giang tất có ý muốn lấy nam quận chúng ta tốn bao nhiêu tiền lương quân mã nay nam quận chỉ chở bàn tay là lấy được thế mà bọn lưu bị mang lòng bất nhân trực ăn cỗ sẵn thà ta chết rồi thì thôi chớ ta còn đây sao chịu cái nước thế túc nói dùng kế gì để quân bên kia chịu rút lui du nói ta đến chơi nói chuyện phải chăng cho họ nghe họ biết điều thì thôi bằng không thì ta phải khử trước lưu bị đi mới được túc nói tôi xin đi theo thế rồi chu du cùng với lỗ túc dẫn ba quân lính kỵ sang cửa du giang Ông càn về ra mắt Lưu Bị, thuật chuyện Chu Du muốn lại tạ ơn. Khổng Minh cười nói, có phải vì một chút lễ nhỏ mà đến tạ đâu? Chỉ vì chuyện Nam quận đấy thôi. Lưu Bị nói, họ đem quân mã đến thì làm thế nào? Khổng Minh nói, họ đến thì chúa công cứ nói như thế, như thế. Bản định rồi, sai dàn chiến thuyền ra cửa Du Giang, trên bờ cũng bố trí quân mã nghiêm chỉnh. Một lát có tin báo Chu Du, Lỗ Túc dẫn quân đến. Khổng Minh sai triệu văn dẫn vài tên lính kỵ ra tiếp du trông thấy quân mã hùng tráng lắm trong bụng áy náy không yên đến cửa ngoài dinh lưu bị khổng minh cùng ra đón vào trong trướng chào hỏi xong xuôi mở tiệc khoản đãi lưu bị nâng chén cảm ơn chu du đã giúp mình đem quân đánh lui tào tháo dựa được vài tuần chu du hỏi rằng dự châu rời quân đến đây có ý muốn lấy nam quận chăng lưu bị đáp nghe tin đô đốc có ý lấy nam quận nên tôi dẫn quân đến giúp nếu đô đốc không lấy thì tôi lấy vậy du cười nói Đông Ngô tôi muốn chiếm cả Hán Giang đã lâu. Nay Nam quận đã ở trong tay rồi, lẽ đâu lại không lấy. Lưu Bị nói, được, thua cũng chưa biết đâu mà nói trước. Khi Tào Tháo về, giao các sứ Nam quận cho Tào Nhân giữ, thế nào chẳng có kế lạ để lại. Tào Nhân lại có sức khỏe vô địch, e rằng đô đốc không lấy nổi. Chu Du nói, nếu tôi không chiếm được Nam quận, bấy giờ ngài muốn thế nào tùy ý. Lưu Bị nói, có tử kính, khổng minh ở đây làm chứng, sau này xin đô đốc đừng có hối. Lỗ Túc ngần ngừ chưa lên tiếng, Du nói, đại trưởng phu đã hứa ra một lời, can chi mà phải hối. Khổng Minh nói, đô đốc nói phải lắm, ta hãy nhường Đông Ngô lấy trước, nếu không xong, chú công sẽ lấy. Du và Túc từ biệt Lưu Bị và Khổng Minh, lên ngựa ra về. Lưu Bị bèn hỏi Khổng Minh, vừa rồi tiên sinh bảo tôi nói như thế, nhưng nghĩ cho kỹ thì thấy chưa hợp lý lắm. Nếu để Chu Du lấy trước, thì thành trì đã về tay Đông Ngô rồi, ta ở vào đâu cho được? Khổng Minh cười nói, chú công đừng ngại, cứ mặc sức cho chu du quần nhau với tào nhân nem ai sẽ rước chúa công vào ngồi chiễm trệ ở trong thành nam quận lưu bị hỏi kế ấy thế nào khổng minh đáp chỉ cần như thế như thế lưu bị mừng lắm cứ đóng quân ở cửa du giang không động tĩnh gì nữa sau khi chu du lỗ túc về đến trại túc hỏi sao đô đốc hứa cho lưu bị lấy nam quận du nói ta gảy móng tay cũng lấy được nam quận ta nói thế chẳng qua để lấy lòng họ đó thôi du về ra mắt chu du Du nổi giận định chém, lỗ túc và các tướng kêu van, không mới được ta. Tào Hồng ra thành tiếp chiến, đánh. Du nghe giật mình, Trình Phổ nói, phải cấp tốc chia quân đến cứu mới được. Du nói, đây chính là chỗ sung yếu, nếu chia quân đi cứu lỡ Tào Nhân kéo đến đánh úp thành thì làm thế nào? Lỗ Túc nói, Cam Hưng Bá là đại tướng Giang Đông, không cứu sao được. Du nói, ta muốn thân đi cứu, nhưng không biết có ai thay được ta ở đây không. Lã Mông nói, để lăng thống trông coi, Tôi xin làm tiên phong, đô đốc trận hậu. Chỉ độ 10 ngày, chắc chắn thắng trận trở về thôi. Du nói, không biết công tục có chịu đỡ việc cho ta ở nhà không. lang thống thưa, trong 10 ngày, tôi có thể đảm đương được, ngoài 10 ngày thì không sao kham nổi. Du mừng lắm, để lại hơn một vạn quân, giao cho lang thống, rồi kéo quân sang ngay di lăng. Đến gần thành, Du sai Chu Thái đánh thấp vào giữa quân tàu, ra. Du bên dàn trận, chống đánh thùng thùng, tàu hồng tế ngựa ra thách đánh. Du sai Hàn Đương ra địch Tào Hồng. Do chiến độ ba chục hiệp, Hồng thua chạy. Tào Nhân lại ra tiếp chiến, bên này Chu Thái phóng ngựa đón đánh. Được chừng 10 hiệp, Nhân cũng thua chạy nốt. Thế trận bên tàu rối loạn, Du trước, Du tế ngựa theo sau. Bấy giờ, Trần Kiều ở trên tròi canh trông thấy Chu Du vào thành, lập tức sai quân phục hai bên bắn ra như mưa. Những tên vào trước ngã lăn cả xuống hào, Chu Du vội vàng quay ngựa chạy ra, thì bị ra xuống hố không biết bao nhiêu mà kể. Ngờ, Du đau đớn quá, không ăn uống gì được. Thầy thuốc dặn rằng đầu mũi tên có thuốc độc, chưa khỏi ngay được đâu. Nếu trai ý điều gì mà nổi cơn tức giận lên, thì vết thương lại vỡ ra đó. Lỗ túc một ma hôm lưu kim dẫn quân đến khiêu chiến. Quân gô treo miễn chiến bài, không động tĩnh gì hết, lưu kim chửi mắng mãi đến chiều tối mới về. Hôm sau lại đến chửi mắng thách đánh. Lỗ túc sợ chu du biết ớt lên nên không dám báo cho biết. Ngày thứ ba, Ngưu Kim lại đến tận chức chạy lỗ túc gọi lăng thống đến, sai bố trí quân lên đài cao bắn tên đuổi quân Tào đi. Chu Du tuy bị đau, nhưng vẫn biết quân Tào đến sỉ nhục mà không thấy các tướng vào báo. Một hôm Tào Nhân dẫn đại quân đánh chống gieo hò ầm ầm kéo đến khiêu chiến, quân Ngô giữ chạy không ra. Du gọi các tướng vào chướng hỏi, ở đâu đánh chống hò gieo thế? Lỗ Túc nói, đó là quân ta thao diễn đấy. Du nổi giận lên nói rằng, sao dám dối ta làm vậy ta vẫn biết quân tàu hàng ngày đến trước trại chỉ mắng sao cứ ngồi đó mà nhìn cho được lỗ túc nói tôi thấy đô đốc còn yếu mà thầy thì dặn đừng để cho đô đốc tức giận dù nói các ông không muốn đánh là ý thế nào túc nói các tướng đều muốn đã ăn lộc của chúa nên chết ở chiến trường lấy ra ngựa bọc thầy mới sướng lẽ đâu vì một mình ta mà bỏ cả việc lớn nhà nước nói đoạn mặc áo giáp nhảy lên ngựa các tướng thấy vậy ai cũng dùng mình Du dẫn vài trăm kỵ mã ra cửa trại, thấy quân Tào vẫn đang chửi, Tào Nhân đang dừng ngựa dưới cửa cờ, trỏ roi mắng lớn, thằng nhãi con vừa nói dứt lời, Chu Du từ trong đám quân kỵ nhảy vọt ra nói, thằng thất phu Tào Nhân đã biết Chu Lang chưa. Quân Tào trông thấy Chu Du, ai cũng ngạc nhiên, Du giận tím mặt, rồi bỗng rú lên một tiếng, bùng đổ máu tươi, ngã quay xuống ngựa. Quân Ngô ào ra đem Chu Du vào trong trướng. Tào Nhân về trại chợt thấy Tả Hữu và bẩm rằng, Chu Du hôm nay vỡ cái nhỏ tên, về đến trại thì chết, hiện đang cử tang. Tào Nhân mừng lắm, bàn định đến đêm đi cướp trại và chém lấy đầu Chu Du đưa về hứa đô. Đầu. đầu canh một, quân Tào trong thành kéo thẳng đến trại Chu Du, nhưng không thấy một người nào, chỉ có cờ giáo cắm dàn ra đó thôi. Tào Nhân biết là mắc mẹo, vội vàng rút lui, bỗng đau bốn mặt pháo nổ ầm ầm, Rồi mé đông hàn đương, lã mông ập đến. Mãi tới canh năm gần tới Nam quận, bỗng lại một chạy theo đường tắt, lại gặp Cam Ninh bồi luôn cho trận nữa. Tào Nhân không dám về Nam quận, chạy tắt ra đường lớn Tương Dương. Chu Du, Trình phủ thu cả quân mã, kéo nhau đến Nam quận. Vừa đến nơi đã thấy trên mặt thành tinh kỳ đỏ rực cả, một tướng trên tròi canh gọi to lên rằng tôi là Triệu Tử Long ở Thường Sơn đây, phụng mệnh quân sư lấy được thành đã lâu rồi. Chu Du đang thất kinh, thì có thám mã lại báo rằng Gia Cát Lượng lấy được Nam quận, liền dùng binh phủ của tàu nhân cấp tốc điều quân giữ thành kinh châu đến cứu rồi sai trương phi đánh úp lấy kinh châu lại có thám mã khác báo rằng hạ hầu đôn giữ ở tương dương ra cát lượng cho người đem binh phủ đến nói dối rằng tàu nhân cầu cứu dụ cho hạ hầu đôn ra khỏi thành rồi sai vân trường đánh úp lấy tương dương chu du nghe vậy thì uất hận quá kêu to một tiếng nhọt đau vỡ tung ra té xuống ngựa rõ là mấy lớp thành trì đâu mất cả đôi phen cay đắng bỏ hay chưa chưa biết tính mệnh Chu Du thế nào, xem đến tập sau sẽ rõ.